Không có gấp sao tới nướng anh em, cháy hết không hả? Rồi xuống đây giữa cục mấy giữa khô hết rồi. À đi phá bạn. Ừ cục đó đó. Vuốt đù mãi vô luôn, ghê đù vô hai cái luôn chú. Tiều vô lấy bia đều. Lấy bia đâu mãi đang giữ được. Chứ để nguội không ngon. Mà anh em nhậu nha. Rồi anh em. Dậy. Nó trở giữa trước đi. Cái mình lên một mâm nữa cái đợi đó. Giữa gì? Giữa mới trở nữa. Nó chỉ bán lắm hả? Là 9 giờ. Chưa chưa đâu. Ở cục đó có chừng trái. Đỡ chưa đó mà. Cục này không phải. Ừ. Kính không ơi, đó là khô luôn à. Đỡ trở. Chắc. Con này 9 giờ. Ông thằng nướng nha anh em. Thằng này dữ lắm, ổng là chuyên gia nướng sóc. Đứng vô. Vô vô vô, vô hả? Thằng nóng rồi. Bìm dĩa quay vô coi. Ngồi quay mặt cái đó trở luôn. Mời anh em đi. Sắc vừa đồ ra tiểu. Sắc lát lát kìa. Cái đâu đó là ở. Đi. Này ha. Mời anh em nha. Nhốt bì mình nè. Bậy sắc xéo xéo á. Xéo xéo. Ừ. Mời anh em đi. Chạy đi. Mà sao anh nhìn quần nó mà chạy. Ủa sao ba ba làm cái gì mà chơi vậy? Em ơi. Em. Sắp tất cả luôn. 1 2 3 sắp đi leo. Sắp đi leo sao? Sắp tất cả luôn. Vậy à? Thôi để em sắp coi. Đọc thiệt. Vô. Mày quay tao coi. Sắp cả không? Sắp được. Cà chua đúng không? Giống như là màu á. Ô bà thắng. Tôi gọi nó xin nè. Bắn đâu. Quay giống thịt quay đâu thì. Quay của Nam. Rồi, vô đây. Cái bộ mà hên dữ vậy ta. Mời anh em đi. Vô đi.